Rồi, ok, hello, xin chào tất cả mọi người nữa nhé. Lại là Honest mình đây. Rồi thì hôm nay mình sẽ test cái máy trước khi mình gửi hàng cho khách á, để mình sẽ quay lại các bạn luôn. Thì đây là cái mẫu cắt xốp, dao cắt xốp cầm tay nhé các bạn nhé. Thì đây các bạn nhìn tổng thể trước đi nhé, tí mình sẽ đi vào chi tiết cho các bạn. Tổng thể em nói thì nó sẽ đi kèm với là một bộ điều khiển này, một cái dao cắt xốp này. Lưỡi dao thì nó sẽ tùy loại. Cái này thì tối đa nó có thể sử dụng là 25 cm, còn tùy thôi. Các bạn muốn từ 5 đến 25 các bạn lấy lưỡi nào thì các bạn báo trước cho mình nhé. Bên mình gửi hàng các bạn. Rồi, kèm với nó thì sẽ đi kèm sẵn với các bạn cho các bạn một sợi dây nguồn để các bạn về các bạn cắm. Cũng như là sẽ có một cái lục giác để các bạn về các bạn tháo như là gỡ lưỡi dao tùy chúng ta thôi. Rồi ok. Đây, cho mình gửi hàng mình sẽ gỡ bụng nó ra hết. Đó. Thì các bạn về thì các bạn nhận máy thì các bạn cứ kết nối bình thường thôi. Cái này thì là sau nó sẽ có một cái chỗ cắm dây nguồn, chúng ta cứ cắm vào thôi. Rồi chúng ta sẽ cắm ổ điện. Rồi tiếp theo là về phần cái tay cầm. Đây sẽ là con dao của chúng ta nhé. Đó, ở đây nó sẽ có một cái công tắc để chúng ta bóp tùy thôi. Cái này nó có hai chế độ, tí nữa mình sẽ đi vào chi tiết cho các bạn. Tiếp theo là để gắn lưỡi dao thì đơn giản thôi, các bạn chỉ gỡ lỏng những cái con lục giác ở đây ra. Rồi, sau đó các bạn sẽ đưa cái lưỡi dao này vào đây. Các bạn đưa đúng chiều cho mình nhé. À, các bạn nhìn thấy này, trên này nó đã có một cái chiều mà người ta đã mài sẵn đi rồi. Đó, ở cái đầu nhọn này. Đó thì các bạn quay cái chiều này vào chiều cắt nhé. Còn cái này chỉ có sống lưng của nó thôi. Đó, các bạn gắn thì các bạn cứ mở lỏng cái bát này ra, sau đó các bạn gắn vào đây thôi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ siết chặt lại. Các bạn lưu ý cho mình là các bạn siết chặt hết cỡ cho mình nha. Đó, đừng siết lỏng, tại vì các bạn siết lỏng nó sẽ chẹt tiệt điện ở đây và nó sẽ làm hư cái tay luôn đó. Đó, siết cứng hết 4 con cho mình. Rồi, ok, tiếp theo thì phần tay cầm này nó sẽ có dây rờ và dài ra nhé các bạn nhé. Đó, nó sẽ có 3 cái giác kết nối ở đây. Thì hai cái là sẽ là 4 lỗ và một cái là 5 lỗ thì các bạn cứ tương đứng với trên này thôi, các bạn cứ cắm vào. Hai cái 4 lỗ thì các bạn cứ cắm cái nào cũng được, không quan trọng. Còn cái 5 lỗ thì các bạn cắm đúng một cái 5 lỗ thôi. Đó. Rồi ok, tiếp theo nữa là nó máy này sẽ có hai chế độ, các bạn nhìn trên này công tắc nhé. Đó, ví dụ như bây giờ mình gạt lên nha. Gạt lên tức là máy luôn luôn ở trạng thái hoạt động. Ở đây nó sẽ có một cái nút để chúng ta chỉnh nhiệt này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là dao của chúng ta. Cái này các bạn muốn chỉnh đỏ thì các bạn cứ vặn hết cỡ lên, sau đó các bạn đợi khoảng tầm 10 tới 20 giây nhé. Sau khi nó đã đỏ rồi thì các bạn cứ làm việc liên tục luôn, các bạn cắt liên tục luôn, không cần phải nghỉ ngơi gì hết á. Đó, còn một cái chế độ thứ hai là các bạn chế độ ở giữa là tắt nha. Đó, gạt lên sẽ là xài luôn. Gạt xuống thì các bạn phải khi nào các bạn bóp cái này vào á, bóp cái công tắc ở đây thì nó mới ăn điện nhé, tức là dao nó mới nóng. Thì tùy thôi, các bạn muốn về các bạn sử dụng chế độ nào thì các bạn sử dụng. Ở đây thì mình test thì mình sẽ để chế độ mặc định luôn, tức là luôn luôn chạy. Rồi ok, xốp thì hiện tại mình sẽ test cái đỡ xốp này thôi nha. Đây, con dao cũng đây. Các bạn đợi khoảng một chút nhé, khoảng 10 đến 20 giây nó sẽ đỏ ở chỗ này lên. Và cái này đang do là ban ngày nữa nên nó hơi hơi sáng. Đây, mình tắt điện thì là các bạn nhìn các bạn sẽ thấy. Đây, các bạn thấy chưa ạ? Đây, nó đỏ rồi nhé. Khi mà nó đỏ vậy rồi thì mà các bạn muốn cắt chậm lại hoặc là giảm bớt cái độ nóng lại thì các bạn cứ chỉnh ở trên đây thôi, nó sẽ giảm lại nhé. Đó, có một cái đồng hồ để nó hiển thị chúng ta, các bạn chỉnh bao nhiêu thì các bạn chỉnh. Mà thường thì mình test thì mình cứ để nhanh và mình cắt cho các bạn coi. Đó, cắt thì các bạn cứ đưa thôi. Đó, rất là nhanh luôn. Đó, cực kỳ nhanh luôn. Và các bạn làm việc thì các bạn làm việc liên tục, không cần phải cho nó nghỉ ngơi gì đâu. Đó, các bạn cứ cắt từ sáng tới chiều cũng được. Thông thường thì các bạn cứ làm khoảng tầm 30 tiếng, 2-3 tiếng thì các bạn nên cho máy nghỉ thì nó sẽ bền máy hơn. Đó. Thì đây nhé, mình sẽ để toàn bộ linh kiện đi kèm với nó ở đây nhé. Đó. Máy này, một bộ điều khiển này, một cái tay cầm này. Tay cầm thì nó sẽ đi kèm với một lưỡi dao. Thì lưỡi dao thì tùy các bạn lựa, từ 5 tới 25. Tùy cho nó phù hợp với công việc của chúng ta thôi. Đó, giá tác hành thì nó sẽ chênh lệch nhau một chút. Và một sợi dây nguồn để các bạn về các bạn cắm nữa là đủ bộ. Rồi, ok, mình sẽ tắt nhé. Tắt thì các bạn sẽ để về giữa, chế độ giữa là sẽ là chế độ tắt. Rồi, ok, các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thêm về con máy này thì các bạn có thể comment trực tiếp bên dưới clip nhé. Mình sẽ tiến hành giải đáp cho các bạn. Còn không thì các bạn cứ liên hệ cho mình theo những cái số hotline trên đây nha. Mình sẽ để ở đây. Đó, các bạn cần cái gì các bạn cứ gọi trực tiếp cho mình luôn, mình tư vấn cho nha. Rồi, phần clip tới đây thì mình sẽ ngừng thôi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.